Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình thời sự Hoa Kỳ ngày 14 tháng 9 năm 2024 do đội ngũ ban biên tập iPost e Time thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Lỡ miệng, Tim Wall thừa nhận trước hàng triệu cử tri rằng Kamala bắt đầu sự nghiệp của mình bằng cách bán râm. Hoa Kỳ trừng phạt các cá nhân có quan hệ với Tổng thống Maduro vì gian lận bầu cử. Quý vị thân mến có tin đồn rằng Kamala Harris đã hối hận khi chọn thống đốc Minnesota Tim Wall làm bạn đồng hành và sự cố mới nhất của Tim đã khiến cho mối quan hệ của hai người này càng bị đẩy đi xa hơn. Cụ thể, trong bài phát biểu vận động tranh cử tại Grand Rapids, Michigan vào thứ Năm, nơi chiến dịch của họ đang cố gắng hết sức để giành lại phiếu bầu của những người Hồi giáo bất mãn. Tim Won nhận xét rằng, Harris đã bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một gái mại dâm trẻ, thay vì nói là công tố viên trẻ. Tin đồn về gái bán râm Kamala Harris trong những ngày qua chưa có dấu hiệu dừng lại. Và những xét này vẫn khá chính xác. Xét đến mối quan hệ của bà với cựu thị trưởng San Francisco Willie Brown, người hơn bà 30 tuổi. Là một nhân vật lãnh đạo trong nền chính trị California, mối quan hệ của bà với Brown đã đóng vai trò quan trọng trong sự thăng tiến của bà với tư cách là một công tố viên và sau đó được bầu làm luật sư quận San Francisco tổng trưởng lý California và cuối cùng là thượng nghị sĩ cấp dưới của tiểu bang. Chỉ trong tuần này, đoạn phim được tìm thấy của cặp đôi tại một sự kiện vào năm 1995 đã cho thấy phản ứng sững sốt của cô khi có người hỏi liệu cô có phải là con gái ông hay không. Không, tôi không đồng ý. Harris trả lời với vẻ mặt sững sốt. Thưa quý vị, Harris 30 tuổi lúc đó hẹn hò với Willie Brown 60 tuổi là chủ tịch đảng Dân Chủ của Đại hội đồng tiểu bang California, khi ông đưa bà vào Ủy ban Hỗ trợ Y tế California vào năm 1994. Chức vụ này trả lương hơn 70.000 đô la một năm, tương đương với 120.700 đô la theo giá trị hiện hành, và Harris phục vụ trong ban quản trị cho đến năm 1998. Ủy ban y khoa họp hai lần một tháng và Harris, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ của Cali từ năm 2017 và hiện là ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ năm 2020, đã vắng mặt khoảng 20% các cuộc họp mỗi năm. Theo hồ sơ của bang mà tờ Washington Examiner có được, hội đồng gồm 7 thành viên, phần lớn bao gồm các cựu viên chức nhà nước đã nghỉ hưu hoặc đang chờ nghỉ hưu. Ở tuổi 30, Harris là người trẻ nhất được bổ nhiệm sau khoảng 3 thập kỷ. Harris hiện 54 tuổi và Brown, hiện 85 tuổi, bắt đầu hẹn hò vào mùa xuân năm 1994, xuất hiện tay trong tay tại nhiều sự kiện cấp cao, bao gồm các bữa tiệc xa hoa và giả tiệc của người nổi tiếng của Brown. Ông đã ly thân nhưng không ly hôn với vợ Blanche Vitaro kể từ những năm 1980 và đã có hàng loạt bạn gái trong nhiều năm. Vào tháng 6 năm 1994, Harris đã xin nghỉ phép khỏi công việc phó công tố viên tại văn phòng luật sư quận ở quận Alameda, nơi bà đã làm việc trong 4 năm sau khi tốt nghiệp trường luật. Brown đã bổ nhiệm Harris vào ban phúc thẩm bảo hiểm thất nghiệp California, một vị trí trả lương 97.000 đô la một năm, sẽ là 167.000 đô la vào năm 2019. Năm tháng sau, Harris từ chức khỏi ban bảo hiểm và Brown ngay lập tức bổ nhiệm bà vào Ủy ban hỗ trợ y tế California. Harris không có bằng cấp y khoa. Theo bản sao sở yếu lý lịch mà bà đã nộp cho Brown vào thời điểm đó, kinh nghiệm của bà bao gồm 4 năm làm phó công tố viên, một số công việc mùa hè và thực tập, và một vị trí tình nguyện tại một nhóm gây quỹ của bệnh viện. Cả hai hội đồng đều dành riêng cho mục đích trả thù chính trị hoặc đôi khi là phần thưởng cá nhân cho dịch vụ cá nhân. Brett Granlund, cựu đại biểu tiểu bang Cộng hòa California, người đã làm việc chặt chẽ với ủy ban khi Harris còn trong hội đồng cho biết. Các hội đồng được coi là những cuộc bổ nhiệm hợp lý vì họ không yêu cầu làm việc, không có chứng chỉ chính sách và được trả lương tương đương với một thượng nghị sĩ của tiểu bang toàn thời gian để tham dự một cuộc họp kéo dài 1 đến 2 giờ mỗi tháng. Thưa quý vị, Greenland cho biết Cuộc hẹn này có vẻ trơ tráo vào thời điểm đó vì mối quan hệ giữa Harris và Brown. Ông nói rằng việc lừa dối thị trưởng sẽ có phần thưởng của nó. Stevie Wonder có thể đã nhìn thấu vở kịch đó. Harris lần đầu tiên được mô tả là người tình mới của thị trưởng trong một chuyên mục do cố cây bút chuyên mục tình đồ Hubs của San Francisco, một người bạn thân của Brown viết vào tháng 3 năm 1994. Những bức ảnh từ thời điểm đó được lấy từ kho lưu trữ cá nhân của Brown tại San Francisco, cho thấy cặp đôi này đang âu yếm và khiêu vũ tại các bữa tiệc, bao gồm cả sinh nhật của Brown và lễ hội thường niên của ông được gọi là The Reunion. Theo các bài viết của Ken, bạn bè của cặp đôi này hy vọng Harris có thể thuyết phục Brown cuối cùng ổn định cuộc sống. Điều bất ngờ là cả hai đã chia tay ngay sau khi Brown được bầu làm thị trưởng San Francisco. Theo tờ San Francisco Chronicle, cuộc chia tay được cho là xảy ra ngay sau khi Brown gặp Caroline Capenetti, một phụ nữ thượng lưu 32 tuổi ở San Francisco, người mà sau này anh có một cô con gái. Trong thời gian hai người hẹn hò, Capenetti đã được trả 2,33 triệu đô la cho công việc vận động tranh cử từ một mạng lưới các nhóm và ủy ban phi lợi nhuận do Brown và các cộng sự của ông điều hành. Hoa Kỳ trừng phạt các cá nhân có quan hệ với Tổng thống Maduro vì gian lận bầu cử. Kính thưa quý vị, vào ngày 12 tháng 9, Hoa Kỳ tuyên bố đã ban hành các biện pháp trừng phạt và áp dụng các hạn chế thị thực đối với 16 cá nhân có quan hệ với nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro vì liên quan đến gian lận bầu cử. Bắt nguồn từ cuộc bầu cử tổng thống ngày 28 tháng 7 tại quốc gia Nam Mỹ này, mà Hoa Kỳ đã lên án là bất hợp pháp. Trong một thông báo, Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo cho biết, Hoa Kỳ đang thực hiện hành động quyết đoán chống lại Tổng thống Maduro và những người đại diện của ông ta vì đã đàn áp người dân Venezuela và bác bỏ quyền công dân của họ được có một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Ông Antonio Figueroa, thẩm phán của Tòa án Công lý Tối cao, tòa án cao nhất của Venezuela, bị trừng phạt vì đã chứng nhận việc tái đắc cử của Tổng thống Maduro Trước đó, vào năm 2019, Canada cũng đã ban hành lệnh trừng phạt đối với thẩm phán Figueroa. Các thẩm phán của Tòa án Công lý Tối cao Malakuiat Gil, Carit Lisa Rodriguez, John Carlos Hidalgo đã bị trừng phạt vì đã loại bỏ chính trị gia đối lập Maria Corina Machado khỏi cuộc bỏ phiếu thẩm phán Esquire Miguel Bristano và công tố viên nhà nước Luis Ernesto Dunes bị trừng phạt vì đã ban hành lệnh bắt giữ chính trị gia Ernesto Gonzalez, đối thủ chính trị của Tổng thống Maduro trong cuộc bầu cử vừa qua. Ông Gonzalez được Hoa Kỳ và Tây Ban Nha coi là người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 28 tháng 7. Ông Gonzalez đã sống lưu vong ở Tây Ban Nha kể từ ngày 8 tháng 9 sau khi Tây Ban Nha cấp cho ông quyền tị nạn. Theo Bộ Tài chính Mỹ, bà Rosabagio Pacheco, Chủ tịch Ủy ban đăng ký bầu cử thuộc Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela đã thiết lập một quy tắc hạn chế mới đối với tư cách của người giám sát bỏ phiếu, tạo ra những điều bất thường trong đăng ký bầu cử và cố tình trì hoãn các quy trình tại trung tâm bỏ phiếu. Trích dẫn tin tức báo chí Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc, ông Antonio George Meneses Tổng thư ký Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela đã thiết lập một quy tắc hạn chế mới đối với tư cách của người giám sát bỏ phiếu, tạo ra những điều bất thường trong đăng ký bầu cử và cố tình trì hoãn các quy trình tại trung tâm bỏ phiếu. Trích dẫn các nguồn truyền thông, Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc ông Dinora Yoslin Bertamanti, công tố viên tại Tòa án Sơ thẩm đặc biệt thứ nhất của Venezuela, một văn phòng trực thuộc Tổng cục Phản gián quân sự được Tổng thống Maduro hậu thuẫn, đã cản trở nền dân chủ và pháp quyền bằng cách khởi xướng các cuộc truy tố có động cơ chính trị, dẫn đến việc bắt giữ tùy tiện các thành viên của Quốc hội Venezuela năm 2015 và các quan chức khác phản đối Tổng thống Maduro. Ông Elio Ramon Estrada, Tư lệnh vệ binh quốc gia Bolivar đã quy rối và giam giữ những người dân ủng hộ bà Machado, một chính trị gia chống lại Tổng thống Maduro, đồng thời bắt giữ hàng ngàn người biểu tình ôn hòa ủng hộ dân chủ, phản đối Tổng thống Maduro sau cuộc bầu cử ngày 28 tháng 7. Hoa Kỳ đã lên án lệnh bắt giữ ông Gonzalez là không chính đáng và là hành động tùy tiện có động cơ chính trị, trong một thông báo ngoại trưởng mỹ antony blinken chỉ trích thay vì tôn trọng ý muốn của người dân venezuela như được bày tỏ ở thùng phiếu tổng thống maduro và các đại diện của ông ta đã tuyên bố sai về chiến thắng bầu cử trong khi đàn áp và đe dọa phe đối lập dân chủ trong một nỗ lực bất hợp pháp nhằm bám giữ quyền lực bằng vũ lực Cuối cùng Emily và cộng sự xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi. Xin quý vị ủng hộ chương trình bằng cách bấm like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào được cập nhật hàng ngày trên kênh BTV Epostam. Hay để chúng tôi biết nếu quý vị có bất kỳ ý kiến hoặc... Hãy để chúng tôi biết nếu quý vị có bất kỳ ý kiến hoặc đề xuất nào để cải thiện trải nghiệm trên kênh. Chúng tôi luôn lắng nghe và sẵn lòng làm việc để nâng cao chất lượng nội dung nhanh trung thực và chính xác nhất một lần nữa emily xin cảm ơn và chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp